bà Trương Thị Mai sẽ rút khỏi cuộc đua vì vụ Đại Ninh, chuyện giấu đầu, hở đuôi. Câu thành ngữ cái kim trong bọc lâu rồi cũng lòi ra là lời răn dạy của cha ông người Việt, khuyên con cháu đừng nên nói dối vì sự dối trá không thể chiến thắng được sự thật. Những ngày gần đây, thì truyền thông nhà nước và truyền thông quốc tế rất quan tâm tới bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư, kiêm trưởng ban Tổ chức Trung ương, một nữ chính khách được đánh giá cao trong số những lãnh đạo còn lại của Bộ Chính trị. Bà Trương Thị Mai và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài bình luận của giáo sư Abuja từ Hoa Kỳ với tựa đề "Cuộc chiến vào ngôi vị lãnh đạo Việt Nam nóng lên, hàng loạt các vụ cách chức làm giảm số lượng đối thủ". Trong đó đã đánh giá bà Mai là người có năng lực và kinh nghiệm. Theo đó, bà Trương Thị Mai là lãnh đạo 66 tuổi, được cho là có năng lực kinh nghiệm sâu rộng nhất trong số 3 ứng viên còn lại trong chức Tổng Bí thư. Bản tin BBC Việt ngữ trong bài "Lòng tham không đáy" đã nhắc lại một số phát biểu của bà Mai cách đây không lâu. Theo đó, tại hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính của Đảng, công tác chống tham nhũng tiêu cực vào năm 2023, phương hướng nhiệm vụ vào năm 2024 diễn ra vào hồi ngày 10 tháng 1, bà Mai đã phát biểu như sau. Tại sao vẫn còn cán bộ vi phạm? Cán bộ chưa biết sợ hay là lòng tham không đáy nên vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng. Vụ việc nào cơ bản cũng đều có sự móc nối giữa cán bộ nhà nước với thành phần thoái hóa biến chất ở bên ngoài xã hội, làm thiệt hại thất thoát lớn tài sản của nhà nước và nhân dân. Phát biểu này của bà Mai công luận đánh giá cũng chẳng khác gì phát biểu của chính khách khác, kể cả những nhân vật thuộc hàng các ngôi sao đang lên và đang ngã ngựa như ông Minh, Đam, Phúc, Thường, Huệ. Nghĩa là lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì đều nói rất hay, nhưng hành động của họ không giống như lời họ nói. Một bình luận trên tờ báo Tiếng Dân mới đây với tiêu đề "Tình hình chính trường trong những ngày sắp tới", tác giả bài viết cho biết chỉ còn 4 ngày nữa triều đình họp, nhưng việc chia ghế vẫn chưa ngã ngũ. Bộ trưởng Phan Văn Giang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết trên còn tiết lộ, chị Mai muốn làm người tử tế, nhưng Thiên Triều muốn chị ngồi vào ghế Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, nếu chị Mai cương quyết về vườn, thì chị cứ về, anh Mẫn sẽ nhận cái ghế này. Điều này cũng tương tự như những phân tích và dự báo của Thời báo chấm D lâu nay là kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5 sẽ bầu hai chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội còn bị bỏ trống. Các đồn đoán trong dư luận xã hội cho rằng bà Mai sẽ ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội, còn Bộ trưởng Tô Lâm thì bị ép ngồi ghế Chủ tịch nước. Dẫu rằng ông ta hoàn toàn không muốn, tuy nhiên bà Mai đã tuyên bố không nhận chức Chủ tịch Quốc hội, thậm chí xin nghỉ luôn nếu bị ép. Đây cũng là lý do vì sao tin tức về vị bê bối tại dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng lại nổi lên vào lúc này. Giới thạo tin bật mí, bà Mai sợ ông Tô Lâm phật ý và nổi sung như đã từng làm với ông Vương Đình Huệ. Trong trường hợp bà Trương Thị Mai vẫn dứt khoát bảo lưu ý kiến, không nhận ghế Chủ tịch Quốc hội, nếu bị ép thì xin nghỉ ngay lập tức. Lúc đó khả năng cao là ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội, sẽ ngồi vào ghế Chủ tịch Quốc hội. Phải chăng đó là lý do vì sao Đài BBC đã nhắc lại phát biểu của bà Trương Thị Mai trong bài viết "Lòng tham không đáy". Theo đó bà Mai nói rằng, vụ việc nào cơ bản cũng đều có sự móc nối giữa cán bộ nhà nước với thành phần thoái hóa, biến chất ở bên ngoài xã hội, làm thiệt hại thất thoát lớn tài sản của nhà nước, nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm, một người có tham vọng cực lớn, nhưng có thể sẽ vỡ mộng. Câu ca dao Việt Nam nói rằng, chân mình thì lấm, mê mê, cứ cầm bó đuốc mà dê chân người. Chỉ trích những người bản thân thì đầy rẫy hói thói hư tật xấu mà không nhận ra đã đi soi mói bới móc người khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người thường xuyên sử dụng câu này để răn dạy cán bộ lãnh đạo của Đảng. Có lẽ trong đó có cả bà Trương Thị Mai. Cũng xin nhắc lại, giới thạo tin cho rằng bà Trương Thị Mai đã dùng cương vị lãnh đạo cấp cao của mình để nhiều lần thúc ép đe dọa các lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, buộc họ phải tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Chí và bà trùm Trương Mỹ Lan. Kể cả những cáo buộc bà Mai được Ban Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận biếu một căn biệt thự khủng ở Sài Gòn bằng tiền tham nhũng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin Trương Thị Mai sẽ rút khỏi cuộc đua vì vụ Đại Ninh, chuyện giấu đầu hở đuôi. Vì sao giá vàng nhảy múa điên loạn bất chấp các nỗ lực bình ổn của chính phủ? Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ngân hàng Nhà nước đã tỏ ra bất lực trong việc bình ổn và kiểm soát giá vàng trong những ngày vừa qua. Tờ báo Vietnamnet vào ngày 10 tháng 5 đã giật tít: giá vàng hôm nay, mùng 10 tháng 5, tăng điên loạn.
vàng SJC đã lên đỉnh cao kỷ lục tới 92 triệu. Đây là một hiện tượng hết sức bất thường trước những nỗ lực giải cứu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế không những không giảm mà còn tăng lên hơn 30 triệu đồng mỗi lượng. Tờ báo Vietnamnet giật tít về giá vàng. Đây là một vấn đề không hề đơn giản, luật sư Trần Vũ Hải nhận xét. Chênh lệch giá vàng 30 triệu đồng mỗi lượng, nếu bán 1 triệu lượng thì người ta có thể thu về 30.000 tỷ đấy. Vietnamnet đề cập những diễn biến nhảy múa của giá vàng trong nước và quốc tế. Theo đó, có thể dễ dàng thấy rằng có những thời điểm giá vàng quốc tế chỉ ở mức tương đương 73,6 triệu đồng mỗi lượng, thì giá vàng Việt Nam đã thiết lập đỉnh trên 90 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, chốt phiên ngày 9 tháng 5, giá vàng miếng 4/9 của SJC là 87,2 triệu đồng, lượng mua vào và 89,5 triệu đồng lượng bán ra. Qua ngày hôm sau, 10 tháng 5, giá vàng miếng SJC đã tăng lên gần 3 triệu đồng mỗi lượng, liên tiếp lên đỉnh đặt cực cao kỷ lục là 92,4 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, cuối giờ chiều 9 tháng 5 trên thị trường quốc tế, giá vàng đảo chiều tăng thẳng đứng lên khoảng 2.350 USD. Quy đổi theo tỷ giá đô la của ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 73,6 triệu đồng mỗi lượng, đã bao gồm thuế phí, thấp hơn khoảng 16 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng trong nước cùng thời điểm. Một loạt câu hỏi của dư luận đặt ra là vì sao giá vàng lại điên loạn đến như vậy? Các yếu tố bên ngoài tác động gì đến việc này? Tại sao chính phủ đã cho đấu thầu để can thiệp thị trường, nhưng giá vàng miếng SJC trong nước lại vẫn tăng vù vù? Giới chuyên gia phân tích, nguyên nhân của hiện tượng này là vì chính quyền đã đưa ra giải pháp gấp rút để bình ổn thị trường vàng hiện nay. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép nhập khẩu vàng gần 20 năm trước đã tạo điều kiện cho thị trường vàng vận động theo cơ chế thị trường, là cách làm đột phá của thời kỳ đổi mới. Vì sao giá vàng lại nhảy múa bất chấp nỗ lực của chính phủ? Giải thích lý do vì sao càng đấu thầu thì giá vàng SJC càng tăng. Theo Vietnamnet, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng bạc Việt Nam, cố vấn của Hội đồng Vàng Thế giới tại Việt Nam cho hay, qua năm cuộc đấu thầu vàng miếng SJC, chỉ có 2 phiên có 2 đơn vị trúng thầu với tổng số 6.800 lượng. Từ kết quả đó cho thấy rằng nguồn cung cấp vàng hạn chế trong khi nhu cầu vẫn nhiều, đến vài chục nghìn lượng mỗi tháng. Bên cạnh đó, do dự báo giá vàng thế giới từ nay đến cuối năm vẫn có khả năng tăng lên mức 2.500 đến 2.600 đô la, nên người dân vẫn dồn tiền để mua vàng tích trữ. Điều đó dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu nên giá mỗi ngày mỗi cao. Vẫn theo tờ báo Vietnamnet, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng mục tiêu mang đấu thầu vàng chỉ là một công cụ, còn nhiều công cụ khác nữa, và kéo giá thì kéo đi đâu? Kéo về sát giá thế giới đang ở mức khoảng 70 đến 71 triệu đồng mỗi lượng, hay mục tiêu chỉ chênh với giá thế giới khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng? Mục tiêu phải rõ ràng. Bên cạnh đó, ông Ánh thì cho rằng từ trước đến nay nhà nước chỉ nói thiếu cung nên giá vàng miếng SJC tăng. Nhưng đến khi đấu thầu tăng cung thì kết quả cho thấy thị trường không cần nguồn cung này nữa. Liệu có vấn đề vàng SJC lên chỉ là để tạo điều kiện tiêu thụ vàng nhẫn hay không? Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả thuộc Bộ Tài chính cho biết, đấu thầu vàng đều chỉ bán được có 20%, ế đến 80%, nên lượng cung vào thị trường còn quá ít. Chênh lệch giữa giá trong nước và giá thế giới tăng cao vì cung cầu mất cân đối. Theo chuyên gia này, bất ổn của thị trường hiện nay là việc giá vàng trong nước cách xa so với giá thế giới. Điều này gây ra một số hệ lụy như buôn lậu vàng gia tăng, làm chảy máu ngoại tệ, thất thu thuế, môi trường kinh tế không lành mạnh. Từ những bất ổn này dẫn đến ảnh hưởng đến nền kinh tế. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến nghi ngờ phải chăng có sự thao túng của thương lái Trung Quốc? Theo đó có thông tin, Trung Quốc gom vàng đẩy giá vàng tăng dựng đứng. Nếu đây là sự thật thì thương lái Trung Quốc kiếm bộn tiền và đẩy kinh tế Việt Nam vào sự hỗn loạn. Cũng xin nhắc lại, trong công điện của Thủ tướng và những văn bản gần đây của chính phủ để yêu cầu phải bình ổn giá thị trường vàng, trong đó có giảm bớt sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. Thế nhưng hiện nay giá vàng SJC vẫn lên, chênh lệch với thế giới còn lớn hơn trước, lên đến dưới 30 triệu đồng mỗi lượng là điều hết sức bất thường. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin vì sao giá vàng nhảy múa điên loạn bất chấp các nỗ lực bình ổn của Thủ tướng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de